Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụ Music. 6 là nhạc cụ phổ biến dành cho giáo dục âm nhạc cho trẻ em trên thế giới. Với nhạc cụ này, trẻ sẽ dễ dàng có kỹ năng cảm thụ âm nhạc, biểu diễn trong nhà trường và phát triển hành trình âm nhạc trong tương lai. Hôm nay, Minh Phụ Music rất vinh dự được đồng hành cùng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn đem số lượng lớn 6 recorder ESR24B dành cho các bạn học sinh. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Những thùng sáo số lượng lớn xếp thành tầng cao được đội ngũ nhập hàng về từ ngày hôm qua luôn luôn đủ hàng để phục vụ khách hàng. Nhân viên mang các thùng sáo ra phía ngoài vừa thuận tiện cho việc chuẩn bị cũng như kiểm tra số lượng và số series sản phẩm được chính xác nhất. Hàng đã được mang ra đầy đủ rồi. Mời anh em cùng nhìn lại toàn bộ đơn hàng lần này nhé. Trước khi mình gửi đến thông tin chi tiết, bạn nhân viên sẽ bắt đầu khui thùng để xem bên trong thùng như thế nào nhé. Và đây là những cây sáo đầu tiên được đựng trong bao vải nhằm giữ vẻ đẹp cho sáo, đồng thời giúp tránh bị ẩm mốc và va đập. Mình sẽ quay trong thùng cho các bạn có một góc nhìn chi tiết hơn về số lượng sáo trong thùng nhé. Một thùng sẽ gồm 50 cây, tất cả đều được xếp gọn gàng bên trong thùng thành nhiều chồng cao lên nhau. Trong bao sáo gồm một giấy hướng dẫn sử dụng và một biểu đồ ngón bấm. Nhắc đến cấu tạo thì Recorder là một cây sáo dọc nhỏ gọn gồm 8 lỗ, chất liệu nhựa cao cấp ABS, thiết kế đẹp mắt với độ bền cao, cấu tạo tinh tế với hệ thống cản không khí khi thổi giúp bạn dễ dàng kiểm soát và đạt độ chính xác về ngữ điệu cao hơn khi chơi, và dễ dàng vệ sinh mà vẫn mang lại âm thanh tự nhiên như sáo gỗ. Nhiều trường hợp trên khắp thế giới sử dụng sáo Recorder Yamaha nhờ âm điệu chính xác, dễ chơi và âm thanh biểu cảm phong phú. Đến lúc phải quấn hàng để kịp chuẩn bị giao cho trường học rồi. Từng thùng sáo được quấn băng keo để cố định rất cẩn thận, còn để tránh chảy xước hoặc thấm nước trong quá trình giao nhận thì sao? Lớp ni lông được quấn thành nhiều lớp sẽ xử lý được chuyện đó. Và vậy là buổi đóng gói 200 cây sáo đã hoàn tất, chuẩn bị lên đường giao đến trường học cho các em thôi nào. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu sáo này, các bạn có thể ghé hệ thống showroom của Minh Phụ Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.